Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn bí quyết bảo quản nước hoa như thế nào là đúng cách. Và có một điểm đặc biệt rất thú vị ở cuối video, các bạn hãy đón xem. Bảo quản nước hoa rất là đơn giản, không phức tạp như các bạn nghĩ đâu. Đầu tiên, bạn nên lưu trữ nước hoa ở nơi thoáng mát và khô ráo. Nước hoa nên được lưu trữ ở nhiệt độ từ 15 đến 25 độ C, tránh ánh nắng trực tiếp tác động vào nước hoa. Không nên để nước hoa ở nhiệt độ quá cao vì điều này sẽ làm thay đổi chất lượng của sản phẩm. Và cái điểm thứ hai, những chai nước hoa bạn ít dùng, bạn nên bỏ vô hộp và cất giữ lại cẩn thận. Nếu bạn làm đúng những cái quy tắc trên thì cái tuổi thọ nước hoa nó sẽ kéo dài từ 3 đến 5 năm. Và còn một cái điểm rất là quan trọng, những chai nước hoa mà khi mà bạn đã bỏ ở nhiệt độ cao quá là nó bị sốc nhiệt. Những chai nước hoa nó bị sốc nhiệt, mình khuyên các bạn, bạn nên bỏ vào tủ lạnh khoảng tầm 15 phút, nó sẽ trở lại trạng thái như ban đầu. Và đây là một cái bí quyết rất hay, những chai nước hoa bạn thường xài hàng ngày, bạn nên bỏ vô tủ lạnh ở ngăn mát. Khi các bạn đem ra xịt, nó sẽ khác biệt hoàn toàn so với ban đầu. Đó là những bí quyết mình đã chia sẻ cho nhiều khách hàng và có sự phản hồi rất tốt. Còn bạn thì sao? Mình luôn có những câu chuyện thú vị về nước hoa, mình sẽ chia sẻ với các bạn về những video tiếp theo.